xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thời tiết nó quá nóng bức nên cũng chẳng đi đâu được. Mang cái cây mini này ra sửa sang làm lại cho nó đẹp tí. Đấy, nắng lồi quá không đi đâu được. Đây là cây mini xanh Hải Hậu đây. Đấy, nó còn bộ đế nó đang hoàn thiện. Tỉa tốt rồi em cho nó đẹp hơn tí. Cây này thì nó mất cái điểm này, chỗ này cái độ cong nó hơi ngửa về này, nếu mà quan sát bên thẳng mặt này. Đấy, cái mặt bên này thì nhìn thì nó này rất là sâu cây. Ok, tôi đang định tính phẫu chỗ này, đẩy nó về bên này một tí nữa thì cây này nó sẽ tròn bóng hơn. Đấy, nhìn cái mặt này thì nó hơi ngang, nó hơi đập vào mặt. Cái này tranh thủ để tốt đi lên. Bóng bức cái này cứ ngồi tỉa cây là thích. Đang thời tiết nắng lắm cho nên là mình cũng tỉa theo tốt thì ta cũng phải tỉa vừa phải thôi, chứ giờ mà tỉa quá mà đưa ra nắng là nguy hiểm đấy. Thank you.
người nhìn thì cứ bảo là xanh lam điền hạt như là ép mấy, mình cũng thật sự chưa phân biệt được rành lắm cái món này. Mà như cây này thì theo như mình thấy thì nó giống xanh hải hậu, lá nó lại lon thì nó cũng trắng như lá lam điền này. Mấy chẳng hạn thôi thì mình cứ gọi là xanh hải hậu. Thực chất là cây này là cái cành của một cây xanh mua ngày xưa mua hải hậu, cái cây phôi to lắm, cắt ra mình làm cây mini này nên chậu cũng được từ cành ra mình làm được 3 năm rồi. Mất cái này, nếu mà mình nhìn cái mặt này thì nó hơi chọc mặt, nó cũng chọc thì không hẳn chọc nhưng mà trông nó hơi chướng mắt tí, nó quỳnh tức mắt. Cái mặt này thì rất là sâu cây đấy, mặt này nhìn cái mặt rất là sâu cây. Rỗi rãi như thế này, em sẽ làm cái kênh, có thời gian rỗi em sẽ đi em quay phục vụ các bác xa cũng đến được một số nhà vườn đi em quay chiêm nghiệm các sản phẩm vườn gần đây. Cái kênh này em sẽ lấy cái kênh là Bonsai Thái Bình, các bác em ấn đăng ký để ủng hộ em, dành cho em đi quay tiết mù cho các bạn. Khi mà quay các cái chụp phim đấy này nên nếu các bạn nào mà thích thì alo em dẫn đến tận nhà vườn. Và ống kính đấy xem nào, rông nữa. Rồi, cũng tương đối rồi.
cây này tạm thời thế này. Cây thứ hai chia sẻ với các bác là một cái phôi này mini này. Phôi mini này là hàng độc đáo rồi của để dành này. Đấy. Một em làm điền này, ba vai. Đấy, đưa nó lại gần cho các bác ngắm này. Đấy. Ba vai tay bên này thì nuôi ổn rồi. Người bên này nuôi to lên tí nữa. Tỉa tót nó đi tí nữa cho nó đẹp về với các bác này. Từ nay con này hơi đẹp à, rất bé thôi, mini thôi, tay này bằng ngón tay thôi, này bằng ngón chân cái thôi. Đấy. Đi làm xa là cũng đi dùng phân cỏ vàng này. Trời lâu quá xin cả trong.
nuôi cái cành thở trên này mới cắt đi cho nó bật, giờ nó bật rất nhiều mầm. Đấy, cái mầm này sẽ để nuôi này, nuôi mầm này ở bên đây. Đấy. Nuôi cho nó thở này. Đây thì nó lấy nuôi được cái bên này nó to. Nó cắt giật liên tục ấy. Này, các bác xem. Video này tạm thời chia sẻ với các bác hai cái cây mini này thế thôi, làm cho nó quên cái nắng nóng đi. Anh em xem có gì bao nhiêu ủng hộ nha. Chào từ nãy toàn bộ những người yêu cây nha, chúc mọi người có những cái tác phẩm đẹp. Xin cảm ơn.